Công ty giải trí Thế giới biển tại thành phố San Diego, bang California của Mỹ vừa công bố kế hoạch xây dựng các khu triển lãm có môi trường sống tự nhiên dành cho cá voi sát thủ hay còn gọi là cá voi hoa tiêu tại nhiều công viên khác nhau của mình. Đây được coi là dự án lớn nhất liên quan đến loài động vật này. Với tên gọi dự án Thế giới xanh, nhà đầu tư mong muốn tạo cho du khách cơ hội chiêm ngưỡng và hiểu biết tập tính của loài cá voi sát thủ, từ đó nâng cao nhận thức bảo vệ loài động vật quý hiếm này cũng như bảo tồn thế giới tự nhiên. Tuyên bố này được coi là một cuộc cách mạng hóa trong công cuộc bảo tồn loài cá voi sát thủ. Dự án Thế giới xanh sẽ được triển khai tại 3 công viên của chúng tôi. Nó sẽ tạo ra môi trường sống lý tưởng cho loài động vật này và giúp gia tăng số lượng của chúng. Khi hoàn thành, các khu triển lãm dành cho loài động vật này sẽ có độ sâu 15 mét, rộng 0,6 hectare, có chất chứa đến hơn 10 triệu gallon nước, cùng gian trưng bày cao 4 tầng dành cho du khách. Ngoài dự án này, công ty còn cam kết ủng hộ 10 triệu đô la Mỹ dành cho quỹ nghiên cứu cá voi sát thủ, cũng như tham gia vào các dự án khác bảo vệ các loài động vật có vú sống trong lòng đại dương. Dự kiến, khu triển lãm đầu tiên tại thành phố San Diego sẽ mở cửa đón công chúng vào năm 2018 tới.